mừng khi được gặp lại tất cả quý vị khán giả thân thương đến với kênh YouTube của forest.com.vn. Các bạn thân mến, tiếp nối series video về những nhân vật nổi tiếng thì ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một nhà đầu tư rất nổi tiếng với nhiều thành công vang dội. Người mà tôi muốn nhắc đến trong video ngày hôm nay đó là Howard Mark. Hãy cùng xem ông là ai và có những triết lý đầu tư gì nhé. Howard Mark là đồng sáng lập kiêm giữ chức chủ tịch quản lý quỹ Oaktree Capital Management. Quỹ Oaktree hiện nay quản lý khối tài sản trị giá hơn 77 tỷ đô la. Trước đó, Howard Mark từng là CIO của TCDOC. Sách và các bài viết của Howard Mark luôn chứa đựng những triết lý đầu tư độc đáo. Chúng đặc biệt thích hợp cho những nhà đầu tư có phong cách riêng. Bài viết mới nhất của ông, Dare to be Rich, như thường lệ chứa đựng nhiều ý tưởng và triết lý đầu tư sâu sắc. Howard Mark nêu lên một số gợi ý cho những ai muốn đạt được kết quả đầu tư vượt trội, đó là dám khác biệt và dám thất bại. Sau đây là những kinh nghiệm mới nhất của Howard Mark nói về đầu tư mà những nhà đầu tư dám đi ngược lại đám đông nên biết. 1. Dám trở nên khác biệt. Bạn không thể hành động như mọi người và hy vọng kết quả sẽ tốt hơn nếu danh mục đầu tư của bạn trông giống như mọi người. Bạn có thể làm tốt hoặc bạn có thể làm kém, nhưng bạn không thể làm khác đi. Để lọt được vào top những nhà đầu tư hiệu quả nhất, bạn phải thoát ra khỏi đám đông và đặc biệt là hoàn toàn cần thiết nếu bạn muốn có cơ hội trở nên tốt hơn. Có rất nhiều cách để thử. Bạn có thể đi câu lại những vùng nước sâu, tức là hoạt động tích cực trong những thị trường ngách bất thường ít ai để ý. Mua những thứ mà người khác vẫn chưa nhận ra, những thứ mà người khác không thích hoặc những thứ mà người ta cho rằng quá rủi ro. Đồng thời tránh xa những món hàng nóng mà đám đông đang theo đuổi. Hãy tham lam khi người khác sợ hãi và hãy sợ hãi khi người khác tham lam. Hãy tập trung vào một số thứ mà bạn nghĩ rằng có thể mang lại kết quả vượt trội cho bạn. 2. Dám thất bại. Khi bạn mạo hiểm khác biệt để vượt lên mọi người, thì có lúc bạn phải chấp nhận khả năng rằng kết quả bạn nhận được kém hơn đám đông. Trong đầu tư có rất nhiều thứ có hai mặt. Nếu bạn đầu tư, bạn sẽ mất tiền nếu thị trường suy giảm. Nếu bạn không đầu tư, bạn bỏ lỡ một cơ hội kiếm tiền khi thị trường tăng điểm. Dự đoán đúng xu hướng thị trường sẽ giúp bạn kiếm lợi nhuận ngay trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, mua và nắm giữ cổ phiếu có thể mang lại kết quả tốt hơn nếu bạn chạy theo xu hướng thị trường. Nếu bạn đầu tư với danh mục tập trung, một vài sai lầm có thể khiến bạn bị bỏ lại phía sau cuộc chơi. Nhưng nếu bạn đa dạng hóa danh mục thành quá trình khi bạn nhận chính xác, sẽ không có gì là đáng kể. Khi bạn sử dụng đòn bẩy, thành công của bạn sẽ được nhân lên. Nhưng khi sử dụng đòn bẩy, lỗi lầm cũng được nhân lên theo tỷ lệ tương tự. Vậy chúng ta biết rằng mục tiêu của đầu tư là tìm kiếm lợi nhuận, với rủi ro thấp và lợi nhuận khả quan là tận dụng cơ hội khi thị trường tăng điểm và hạn chế thua lỗ khi thị trường giảm điểm. Tuy nhiên, cần hiểu rằng điều đó không đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn rủi ro và hạn chế hoàn toàn thua lỗ. Nếu mục tiêu là không thua lỗ, thì có thể nhiều thứ đáng để gửi gắm tiền bạc hơn là đầu tư chứng khoán, ví dụ như gửi tiết kiệm chẳng hạn. Tất nhiên, lúc đó chúng ta không có cơ hội kiếm lợi nhuận cao khi thị trường chứng khoán tăng điểm. Trên đây là hai trong những triết lý đi ngược đám đông của Howard Mark. Tôi hy vọng rằng sau video ngày hôm nay, các trader sẽ có thêm nhiều bài học cũng như phương pháp giao dịch mới cho riêng mình. Nếu thấy video này hữu ích, hãy like, share và comment cho mọi người cùng theo dõi quý vị nha. Còn bây giờ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong video lần sau.